Mặc dù bây giờ mới là những ngày đầu tiên của tháng 8, nhưng mà thông tin sau đây có thể giúp các bạn dễ dàng sắp xếp thời gian cho gia đình mình và các dịp lễ Tết sắp tới. À vâng, đó chính là thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho người lao động công chức viên chức nghỉ 4 ngày trong dịp Tết Dương lịch và 9 ngày dịp Tết Ân lịch sắp tới. Cụ thể là dịp Tết Dương lịch, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến hết thứ ba ngày 1 tháng 1 năm 2019, cộng thêm 2 ngày cuối tuần trước đó. Ngày đi là bù sẽ là thứ bảy kế tiếp. Dịp Tết âm lịch năm nay cũng sẽ được nghỉ từ thứ hai ngày 4 tháng 2 năm 2019 đến hết thứ sáu ngày 8 tháng 2 năm 2019. Như vậy tính cả thứ bảy chủ nhật thì dịp Tết cổ truyền sẽ được nghỉ 9 ngày. Còn đối với dịp lễ ngày 9 tháng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, nghỉ từ thứ 2 ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến hết thứ 4 mùng 1 tháng 5 năm 2019. Như vậy tính cả thứ 7, chủ nhật thì dịp lễ này sẽ được nghỉ 5 ngày. Theo đúng luật lao động thì cán bộ viên chức ở nước ta được nghỉ lễ 10 ngày trong năm, trong đó Tết âm lịch nghỉ 5 ngày, các ngày lễ còn lại như Tết dương lịch 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Dỗ tổ và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 được nghỉ một ngày. Hiện tại đã có một số đề xuất cho người lao động nghỉ thêm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5. Bộ Lao động cũng đã tiếp thu đang nghiên cứu về việc này, còn việc có được phê duyệt hay không lại là thẩm quyền của Quốc hội. Nhiều người cho rằng là hiện nay Việt Nam đang có quá nhiều ngày nghỉ lễ làm ảnh hưởng tới năng suất lao động, gián đoạn các giao dịch với quốc tế. Tuy nhiên, nếu tính tổng số ngày nghỉ thì người lao động nước ta được nghỉ thuộc loại ít trên thế giới. Hiện nay nước có nhiều ngày nghỉ lễ nhất là Sri Lanka lên tới 25 ngày một năm, kế đến là Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay cả một nước vốn được coi là tham công tiếc việc không chịu nghỉ ngơi như Nhật Bản cũng cho người lao động nghỉ lễ tới 15 ngày một năm, tức là nhiều hơn nước ta tới 5 ngày. À, vâng, dù nghỉ lễ Tết ít nhưng vấn đề là các đợt lễ của chúng ta lại dồn dập vào giai đoạn 6 tháng đầu năm à, Hết Tết dương lịch đến Tết âm lịch, rồi ít lâu sau đó lại đến dỗ tổ 30 tháng 4 1 tháng 5 Theo các chuyên gia kinh tế thì việc này khiến cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo kiểu đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi Tức là đầu năm tăng rất thấp đến nửa năm vừa bắt nhịp được Thì... À lại được một chút thì lại đến cuối năm, cộng thêm năng suất lao động thấp, sức ì sau những ngày nghỉ lớn nên tôi nghĩ là nếu không cải thiện được thì khó lòng có chuyện quốc hội cho người lao động nghỉ thêm một ngày lễ chiến thắng điện biên phủ 7 tháng 5, tức là chỉ sau đợt nghỉ 30 tháng 4 1 tháng 5 có vài ngày